trong bối cảnh Hàn Quốc hiện là ổ dịch COVID-19 lớn nhất ở châu Á, ngoài Trung Quốc đại lục. Hôm qua, nhà chức trách nước này nhận định số ca nhiễm tại đây sẽ còn tiếp tục tăng trong đầu tháng 3 này. Tính đến chiều qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 586 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên hơn 3.700 người. Trong đó, 21 trường hợp đã tử vong và đều sống tại thành phố Daegu, tâm dịch hiện nay ở Hàn Quốc. Nhà chức trách sở tại cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch trên phạm vi toàn quốc nhiều, khả năng sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần trước khi giảm bớt. Hiện Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch lên đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này, trong khi đến nay đã có 81 quốc gia quyết định hạn chế nhập cảnh và kiểm dịch chặt chẽ với du khách đến từ Hàn Quốc. Cũng trong ngày hôm qua, Nhật Bản đã ghi nhận ca tử vong thứ 6 do dịch tại Hokkaido, không tính 6 ca tử vong khác trên du thuyền Diamond Princess. Còn tại Thái Lan, nước này cũng đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19, nạn nhân 35 tuổi và từng nhập viện do bị sốt xuất huyết. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 42 ca nhiễm virus, trong đó 30 người đã được xuất viện.